bé đặc biệt rồi cái nhà, thì bé nuôi chuột khôn ghê cái nhà. Bé lớn nuôi chuột khôn ghê, bé đi bán vé số à. Ê, hết chưa con, hết vé số chưa? Ờ à, ngày mai hả? À, bé bé đặc biệt rồi, có con chuột ha. Đó, đó con chuột biết leo xe chạy luôn ha. À, chủ điều khiển cho con chuột nó đi. Đó. Gớm rồi. Hay quá. Đó, bé bán vé số có con chuột độc chiêu ha. Con nuôi được lâu chưa? Mới sinh ra là con nuôi phải không? Rồi, này khoảng mấy tháng rồi con? Mấy tháng rồi chuột này? Cỡ 10 tháng hả? Chuột này chuột gì? À, chuột nhân sơ. Nó ăn cái gì con? Thức ăn hả? À, bé bán vé số mà có con chuột độc chiêu quá. Đó, nó đi kiếm mò, kiếm chủ rồi kìa. Đó. Đây, hay quá cái nhà. Ờ, chuột biết ngồi xe luôn á. Rồi con tập nó hả con? Con tập nó ngồi dĩa hả? Bé bán vé số có con chuột độc chiêu với cái nhà. Con à, ngày con bán vé số được mấy tờ? 10 hả? À 100 tờ hả? Dạ yeah, cũng được 100 ngàn phải không? Tiền lời được 100. Con còn đi học không? Nghỉ hả? Nghỉ uổng như vậy? À, bé bán vé số nghỉ học đi bán vé số cái nhà. Rồi, chiều cường cũng tình cờ gặp bé trong chùa cái nhà. Thì cũng ồn ào cái nhà, phỏng vấn bé cũng không có được cái nhà. Thấy bé điều khiển xe thấy dễ thương quá, chiều cường quay cho cái nhà mình xem ha. Rồi con đi bán vé số con đem theo luôn hả? À, bạn đem theo luôn. Rồi chừng nào nó đòi ăn nó kêu làm sao? À, chừng nào đòi ăn mới chui ra. À, này con mua hả? À, chú Huy cho hả? À, thấy dễ thương quá, thấy con cưng chuột quá, chú cho á. Hay quá ta. Dạy chuột cho biết được trời. Hay, con hay quá à. Con anh nhiêu tuổi rồi? Dạ con 15 tuổi. 15 tuổi hả? 15 tuổi nghỉ học, học được lớp mấy con? Dạ con lớp 8. Lớp 8 hả? Cũng hay ha, học hay không? Hồi trước học hay không? Dạ con hay. Con ái lợi. À, nếu mà Mạnh Thường Quân nào có ủng hộ bé, bé nghỉ học cái nhà thì mới bị lớn nghỉ học rồi cũng thấy uổng cái nhà, học giỏi lắm.